Giê-xu Chúa là Đấng Cứu Chúa, là đường đi đến với Chúa Cha. Giê-xu Christ Đấng Cứu Chúa con, Ngài đã xóa hết mọi tội lỗi. Giê-xu Chúa là Đấng Cứu Chúa, Ngài phá vỡ quyền thế ác ma. Giê-xu Christ Đấng Cứu Chúa con, Đấng Chúa Tế trên muôn muôn vua. Ngài là Giê-xu. Hãy cùng xây dựng vương quốc của Chúa bằng tài năng chiến đấu thuộc linh. Chủ đáp: tốt lắm, đầy tớ trung tín và giỏi giang. Người đã trung tín trong một số việc, ta sẽ giao cho ngươi phụ trách nhiều việc. Hãy trông vui với chủ ngươi. Matthew chương 25 phần 21. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ta lâm mà Chúa Giê-xu đã nói cho chúng ta thông qua Matthew chương 25 phần 14 đến 30. Ngày xưa, có một người đàn ông giàu có, sống ở một ngôi làng nọ, đi du lịch đến một đất nước xa xôi. Trước khi đi, ông gọi ba người hầu đến, chia cho họ tất cả tài sản của mình và nói: ta sẽ chia sẻ số tiền ta có cho các ngươi, hãy dùng nó để kinh doanh cho đến khi ta trở lại. Người chủ trao 5 ta lân vàng cho người hầu thứ nhất, 2 ta lân vàng cho người hầu thứ hai và 1 ta lân vàng cho người hầu thứ ba, rồi lên đường đi phương xa. Sau khi người chủ rời đi, người hầu thứ nhất và thứ hai nhanh chóng bắt tay vào kinh doanh và kiếm được rất nhiều tiền. Người đã nhận 5 ta lân làm lãi ra được 5 ta lân khác, và người đã nhận 2 ta lân làm lãi ra được 2 ta lân nữa. Nhưng còn người hầu thứ ba nhận được 1 ta lân thì sao? Khi nghe tin ông chủ đi phương xa về, ba người tìm đến và thưa với ông chủ rằng: người hầu thứ nhất nói: chủ nhân, ngài đã cho tôi 5 ta lân, nhìn xem, tôi đã làm ra 5 ta lân nữa. Người chủ khen ngợi anh ta rất nhiều: hỡi đầy tớ trung tín và giỏi giang, người đã làm rất tốt. Người đã trung tín trong một số việc, ta sẽ giao cho ngươi phụ trách nhiều việc. Hãy trông vui với chủ ngươi. Và người chủ cũng khen ngợi người hầu thứ hai có thêm 2 ta lân. Cuối cùng, người hầu thứ ba đến nói với người chủ: chủ nhân quá nghiêm khắc khiến tôi sợ hãi. Tôi đã giấu dưới đất 1 ta lân mà ngài đưa cho tôi, rồi tôi mang nó về nguyên vẹn như thế này. Nghe thấy thế, người chủ rất tức giận: ngươi là một kẻ độc ác và lười biếng. Người đâu, hãy lấy 1 ta lân của tên độc ác và lười biếng kia mà trao cho người có 10 ta lân, và đuổi tên hạ nhân này ra nơi tối tăm bên ngoài. Kết cục, người hầu lười biếng chôn 1 ta lân xuống đất đã bị đuổi ra ngoài trong đau khổ. Vậy ta lân vàng mà Chúa ban cho chúng ta là gì? Chính là phúc âm, sinh mệnh và quyền năng của Đức Chúa Trời đã phá hủy công việc của ma quỷ, nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô, Đấng Messiah, đã đến với tư cách là hậu duệ của người phụ nữ trong Sáng Thế Ký chương 3 phần 15. Nếu chúng ta vâng phục với tài năng chiến đấu thuộc linh mà Chúa đã ban cho chúng ta, giống như những người có 5 ta lân hoặc có 2 ta lân, thì vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ nghiệm cho chúng ta và nơi ta ở. Người nhận được 1 ta lân trong nội dung hôm nay đã hiểu lầm Chúa theo tiêu chuẩn của riêng mình. Vì thế, anh ta rơi vào sự kém cỏi, bất lực về mặt tinh thần, rồi chôn vùi 1 ta lân duy nhất của mình xuống đất. Vì không tham gia trận chiến tâm linh để tiêu diệt công việc của ma quỷ theo Sáng Thế Ký chương 3 phần 15, đến kết cục anh ta đã bị đuổi ra nơi tối tăm bên ngoài và sống một cuộc đời đau khổ, buồn bã. Vì vậy, những đứa con được Chúa cứu phải nhân danh Đấng Kitô, Đấng Messiah, dòng dõi của người nữ, Sáng Thế Ký chương 3 phần 15, là tài năng thực sự mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta, để ta không phải chịu đau khổ bởi những lời nguyền rủa và thảm họa do Satan mang lại.
Hôm nay cũng vậy, có một con quỷ đang lừa dối tâm hồn chúng ta, để chúng ta không thể nói Amen, ngay cả khi lời Chúa rơi vào lòng ta. Vì thế, mỗi khi ma quỷ cám dỗ ta, Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, nếu ta gọi danh Ngài càng nhiều, gương mặt của ta sẽ tỏa sáng như mặt trời. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn kêu cầu danh Chúa Kitô nhé. Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, chúng ta là con của Thiên Chúa, mọi vấn đề đã chấm dứt. Hỡi ma quỷ hãy biến đi, tràn đầy Đức Thánh Linh, phúc âm hóa thế giới. Ta sẽ là nhân chứng đến tận cùng trái đất. Thiên Chúa lấy bụi đất tạo nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài và thổi hơi thở vào lỗ mũi chúng ta. Vì vậy, con người chúng ta sinh ra là những sinh vật có linh hồn, chỉ được hạnh phúc khi ở bên Thiên Chúa. Giống như cá phải ở trong nước, chim phải ở trên trời và cây phải ở dưới đất. Trên hết, Thiên Chúa yêu thương những người giống Ngài. Tuy nhiên, trước khi được tạo dựng, con rắn già, con rồng lớn, Satan, ma quỷ, kẻ mang đến sự hỗn loạn, trống rỗng và bóng tối, kẻ chống lại Thiên Chúa và dụ dỗ cả thế giới sa ngã xuống trái đất này, đã không ngừng tìm cách tấn công Adam và Eva. Vì vậy, Thiên Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng Satan tồn tại thông qua trái biết điều thiện và điều ác. Nếu Satan bảo người ăn trái biết điều thiện và điều ác, thì đừng ăn nó. Nếu người ăn nó, người sẽ bị Satan tấn công. Tuy nhiên, Adam và Eva đã bất tuân lời Đức Chúa Trời khi bị cám dỗ bởi Satan, kẻ xuất hiện trong Sáng Thế Ký chương 3. Dù vậy, Đức Chúa Trời không nguyền rủa người bị Satan cám dỗ trong Sáng Thế Ký chương 3, mà nguyền rủa Satan. Và đối với chúng ta, Ngài đã bảo rõ rằng hãy nhân danh Chúa Giê-xu Kitô, dòng dõi của người nữ trong Sáng Thế Ký chương 3 phần 15 để tiêu diệt công việc của ma quỷ. Chúa Kitô là vị vua đích thực, đấng phá hủy công việc của ma quỷ. Là vị linh mục đích thực, đấng đã giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Là vị tiên tri đích thực, đấng đã mở đường để gặp Thiên Chúa. Chúng ta phải nhân danh đấng Kitô để phá bỏ quyền lực của tội lỗi, địa ngục và Satan trong thân thể ta. Hỡi tất cả những khối u tối đang giam giữ linh hồn ta, đến nỗi ta không thể nói bí mật, Chúa Giê-xu là Đấng Kitô sẽ bị đập tan khỏi thần xác ta nhân danh Chúa Giê-xu Kitô. Satan và ma quỷ vô hình trước mắt chúng ta, nhưng chúng cướp đi tâm linh của chúng ta, giết chết và hủy diệt chúng ta, khiến chúng ta đau khổ vì những suy nghĩ của xác thịt. Vì vậy, chúng ta phải sử dụng tài năng chiến đấu thuộc linh để tiêu diệt công việc của ma quỷ bằng năng lực của Sáng Thế Ký chương 3 phần 15 Đấng Kitô. Vậy tuần này chúng ta sẽ là những đỉnh cao thuộc linh của phúc âm tuyệt vời, chiến đấu trong trận chiến thuộc linh, bẻ đầu rắn bằng Đấng Kitô trong Sáng Thế Ký chương 3 phần 15, kiêu hãnh tận hưởng địa vị và quyền hạn là con cái của Thiên Chúa, đồng thời truyền bá vương quốc của Chúa đến 237 quốc gia trên thế giới. Lạy Thiên Chúa toàn năng, cảm ơn Ngài đã cứu chúng con như con cái của Thiên Chúa, những người đã chấp nhận Chúa Giê-xu Kitô là Chúa của chúng con. Xin cho con trở thành một đỉnh cao thuộc linh của công cuộc truyền giáo thế giới nhằm xây dựng vương quốc của Thiên Chúa ở 237 quốc gia bằng cách sử dụng tài năng chiến đấu thuộc linh mà Thiên Chúa đã ban cho con mỗi ngày. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Kitô. Amen.